Xin chào mừng thầy cô đến với khóa học là hướng dẫn thiết kế trò chơi online trên phần mềm nền tảng Quizzes. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả các thành viên có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn các thầy cô. Thế trước khi vào học thì thầy xin phép là được tắt mic của các thầy cô để tiện cho việc thu âm bài giảng. Thầy anh sẽ quay lại cái video bài giảng để thầy cô nào mà mạng kém hoặc là trong quá trình học mà mình chưa thạo thì ban tổ chức sẽ gửi lại video trên group cho các thầy cô để thầy cô được xem lại. Mặc dù cái công việc này nó cũng tương đối là mất thời gian của ban tổ chức, nhưng với cái triết lý là sẽ phục vụ các thầy cô tận tình nhất, phục vụ các thầy cô tốt nhất để các thầy cô có được những sản phẩm để giúp cho cái công việc của thầy cô được thuận lợi hơn. Yes, thầy cô có thích thú điều này không ạ? Ok ạ. Rồi chúng ta sẽ đến phần 1. Cái phần thứ nhất đó là giới thiệu tổng quan về phần mềm. Thầy cô viết về đi ạ, phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ có khoảng 8 nội dung. Phần 1 là giới thiệu tổng quan. Thì Quizzes nó là một phần mềm online tạo trò chơi trắc nghiệm. Cái phần mềm này nó ưu điểm là nó miễn phí. Cái bản trả phí ấy, bản trả phí thì nó là $2 trên một tháng. Thì thực ra nó cũng không, nó không phải là hết quá nhiều đâu, nhưng vấn đề là cái bản trả phí này thì chúng ta dùng cũng đã rất hữu ích rồi. Nó đã rất hữu ích rồi. Đây cô nhé. Cái bản trả phí thì nó có thêm một vài cái tính năng nữa, nhưng mà chúng ta cũng không cần phải dùng đến bản trả phí nha. Cái tiếp nữa là nó rất là dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Tức là kể cả giáo viên và học sinh. Tiếp nữa là nó vui nhộn, hấp dẫn. Đấy. Nó có các cái hiệu ứng và cách tính điểm thông minh. Nó tính rất là thông minh thầy cô ạ. Thế nó luôn luôn tạo cho học sinh một cái sự phấn khích rất là nhiều. Ok. Đấy, nó có cái tính năng nữa là nó có thể chơi trực tiếp hoặc là giao bài tập về nhà. Đấy. Tiếp là giáo viên ấy có thể thống kê cái bài làm của học sinh đó. Đấy, cái này nó rất hay. Thì trước đây thì thành dạy thầy cô thì tất cả những phần sau này là chưa có thời gian, vì nó không có thời gian để hướng dẫn đến phần đó. Còn này sẽ hướng dẫn tất các thầy cô. Nó có thông qua, nó có báo cáo, nó có cái báo cáo cho các thầy cô. Đó. Đấy là tổng quan nhé. Thầy cô viết vào điện. Phần số 2 là tạo tài khoản. Tạo tài khoản thì thầy cô sẽ viết là bước 1. Bước 1 thầy cô sẽ truy cập trang web là quizzes.com. Đó là bước 1. Bước 2 thì cô sẽ tạo một cái tài khoản. Thì cách tạo ấy, thì thầy cô sẽ thông qua Gmail hoặc Facebook nha. Rồi. Bây giờ thì nó, cách tạo tài khoản của các bên nó rất là thông minh.
thì đơn giản là chúng ta đăng nhập cái Gmail của chúng ta vào là xong. Và cái việc đó ấy, thì nó như thế này, các cái bên ấy, nó đều có lợi cả. Cái việc đăng nhập thì nó không có mất gì tài khoản của thầy cô đâu ạ, nó chỉ là đăng nhập cái mỗi cái cho phép lấy cái tên Gmail để họ có thể gửi các cái thông báo đến cho các thầy cô. Lát nữa thầy Thành sẽ hướng dẫn cái tạo tài khoản nha. Tài khoản thì lát nữa sẽ hướng dẫn. Bước 3, thầy cô viết đi, ý nghĩa phần mềm. Ý nghĩa phần mềm này cũng rất là quan trọng này. Nào thầy cô viết ý nghĩa. Thứ nhất là nó tạo cái hứng thú học tập cho học sinh. Thứ hai là nó sẽ giúp tiết kiệm cái công chấm bài. Chấm bài. Nên thầy cô thiết kế bài tập rồi thì cứ thế mà làm thôi. Ý nghĩa là gì ạ? Thầy cô tạo một lần. Một lần, thầy cô dùng nhiều lần. Đấy, thầy cô có thể năm nay thầy cô dùng, năm sau thầy cô dùng, đầu năm thầy cô dùng, cuối kỳ thầy cô lại cho ôn tập lại. Đó. Tiếp là thầy cô có thể chia sẻ cho các thành viên trong nhóm nhé. Thì cái việc chia sẻ này thì chúng ta được chia sẻ, nếu mà tài khoản free ấy, thầy cô được chia sẻ một lần, còn nếu mà tài khoản mà mất tiền thì thầy cô sẽ được chia sẻ nhiều. Mọi tài khoản nó gọi cái bản kim cương, bản upgrade nó. Và cái ý nghĩa này rất quan trọng này. Nó có ý nghĩa về marketing. Cho thầy hỏi bao giờ cô hiểu ý nghĩa về marketing ạ? Thầy cô hiểu thì cô comment số 1 ạ. Thầy cô chưa rõ thì cô comment số 2. Đây thế này cho thầy cô xem này. Đây thầy cô vào cái trang Facebook của thầy Thành này. Thế trong quá trình thầy cô dạy ấy, dạy xong thầy cô sẽ ghi lại, thầy cô chụp ảnh lại các cái hình ảnh mà thầy cô dạy cho học trò. Thì sao ạ? Thì những bạn học sinh khác, những giáo viên khác họ sẽ thấy ồ cái lớp học gì mà hay thế này. Đấy. Đây. Và lớp học gì mà hay hay thế này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ thấy là thầy cô không biết là dùng cái gì đây. Đấy, họ thấy có cúp này. Thế vì một người phụ huynh hay là học sinh khác họ nhìn thấy thầy cô đấy, dạy học sinh vui tươi cúp rồi thì các cái xanh đỏ này, nói chung họ cũng sẽ thấy là họ cũng rất là tò mò. Và họ đánh giá là gì? Thầy cô là những người làm chuyên nghiệp và họ sẽ tin tưởng với thầy cô. Yes, thầy cô hiểu điều này chưa ạ? Và như vậy thì thầy cô sẽ có thêm các học trò nữa cho lớp học của mình. Cho thầy hỏi vào thầy cô đã rõ về cái ý nghĩa của nó, thầy cô comment số 5 đi ạ. Tại nó ý nghĩa marketing. Yeah. Rồi chúng ta sẽ trở lại cái phần số 2. Đó là chúng ta sẽ tạo tài khoản. Thì tạo tài khoản như sau. Thầy cô mở một website, mở một trang web. Thầy sẽ gửi cái link đó trên cho thầy cô vào cái phần này đi.
quizzes.com. Ban đầu thầy cô chưa có cái này đâu, thì nó sẽ như này này. Thì anh sẽ gửi cái trang này trên nhóm chat cho các thầy cô. Cái chat nha. Rồi thầy cô hãy truy cập vào. Truy cập vào như trang sơ khai nó này. Thầy cô vào đây thì thầy cô comment cho thầy số đang ở phần 2. Thầy cô comment số 2. OK nha. Nào bây giờ thầy cô đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu thiết kế chưa? Thầy cô sẵn sàng, thầy cô comment chữ S, hai chữ S gì? Rồi được rồi, không sao, thầy cô cứ vào đi. Nha, thầy cô vào trong lớp đi. Thầy anh bật lại mở hàng cho thầy cô. OK. Thầy cô đã rõ rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì đầu tiên thầy cô sẽ cần tạo một tài khoản. Thầy cô bước 1 tạo tài khoản này. Thầy cô vào sign up. Đây thầy cô nhìn này, nhìn chữ sign up. Thầy cô nhìn chữ sign up này, thầy cô bấm vào. Nào, nhìn lại nhá. Để thầy cô một số thầy cô này. Bước 1 là tạo truy cập tài khoản này, bước 2 là tạo tài khoản nhá. Tạo tài khoản này. Thì thầy cô sẽ bấm vào cái sign up này. Đây, sign up. Thầy cô bấm vào sign up, thầy cô comment 21. Nào ra biểu tượng này thầy cô comment 21. À cho thầy Thành hỏi ba thầy cô đã có cái tài khoản của cái quiz này thầy cô comment số 5. Thầy cô nào chưa có thầy cô comment số 6. Rồi, như vậy là phần lớn là thầy cô đều chưa có cả. Rồi, không sao. Chưa có, chúng ta sẽ làm từ chưa có. Nào, thầy cô vào được sign up này rồi. Chỗ có continue with Google, thầy cô comment số 22 cho thầy Thành. 22. Thầy Thành sẽ làm rất chậm, từng bước một nha. Để thầy cô...
Để thầy cô sẽ làm được hết luôn, là comment 22 đi. Xong rồi nhá. Thì thầy cô hiểu là thầy cô cần đăng ký một tài khoản, thì thầy cô bấm vào Continue with Google. Chỗ phần này thì thầy nói thôi, bấm vào. Đó. Đến đây rồi. Đến đây rồi thì thầy cô sẽ phải tạo bấm một tài khoản. Tài khoản của thầy cô. Ví dụ như ở đây, thầy đã có tài khoản rồi thì bấm vào luôn. Thầy cô chưa có tài khoản thì họ sẽ yêu cầu thầy cô sẽ tạo tài khoản thầy. Ví dụ như là thầy thành sẽ đặt là bấm tiếp tục. Tùy các thầy cô, nếu mà tài khoản của thầy cô mà nó sẽ vào luôn của thầy Thành, nên đặt mật khẩu hai lớp cho nó yêu cầu xác nhận. Rồi, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong một cái tài khoản. Thầy cô đăng ký xong đến đây thì cô comment cho thầy số 23. Khi mà nó ra cái bảng này này thì chúng ta có mấy cái lựa chọn này. Đó là as a school, đó là môi trường giáo dục. As a business tức là môi trường kinh doanh, và personal use tức là cá nhân sử dụng. Thì thầy cô chúng ta là giáo viên và học sinh, chúng ta chọn cái phần này as a school. Thì tất cả các phần này thì cơ bản nó giống nhau thôi, nó chỉ khác là đây để nó tiện trong cái việc mà người ta sẽ đưa cho mình đến các cái tệp mà nó có nhiều người dùng chung, thì ta tố dùng chung cái tài nguyên. Thì cô bấm vào đây được chưa, dùng tài khoản mail cũ được nhé, có tài khoản mail cũ rồi thì rất là tốt, làm luôn được chưa. Thì ở đây teacher hay là student, thầy cô là giáo viên, thì cô bấm vào teacher. Còn student là học sinh, bây giờ mình sẽ bấm vào teacher. Nào thầy cô đến đây thầy cô comment số 24. Thầy cô comment 24. Rồi. Ok. Bây giờ mình chọn vào teacher. Những thầy cô nào mà đã có tài khoản thì những cái bước này là bước bỏ qua, vì đây là bước đang bước thiết lập tài khoản. Bấm vào teacher. Rồi xong. Như vậy là sau khi chúng ta đã lập được xong tài khoản, nó sẽ ra như này. Thầy cô xong được như này thì cô comment là số 25. Những thầy cô nào mà máy họ làm mà máy có sẵn rồi, thầy cô đã tạo cái tài khoản thì nó sẽ là như này luôn. Nào thầy cô đã làm đến đây chưa? Tất cả thầy cô đã làm xong đây thì cô comment 25. Thầy Thành làm chậm mà, thầy cô Nhật Long nhé, vì đơn giản là cái máy tính nó chạy nhanh thôi, chứ thầy Thành làm từng bước mình cũng không có đẩy quá nhanh đâu. Nào thầy cô làm đến đây thì cô comment 25. Cứ coi như là đăng ký một cái tài khoản thôi mà, một cái tài khoản cái này dễ, nó thầy cô đăng ký quen rồi. Đúng rồi. Ok, rồi, chúng ta tiếp tục nha. Việc đến đây rồi.
Nào cho thầy Thành hỏi là một số thầy cô mới vào đến đây có theo dõi được không ạ? Thầy cô mới vào, thầy cô theo dõi được thầy cô comment số 5 đấy ạ. Ok. Đây. Được rồi nhá. Giờ mình sẽ đi tiếp này. Phần tiếp theo. Mình tạo một tài khoản này. Thầy cô nhớ là tạo cái tài khoản nhé. Tạo tài khoản cho teacher. Ok. Vậy phần tạo tài khoản là xong đúng không thầy cô? Tạo tài khoản là xong nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 4 là tạo đề hay là tạo game. Ok, bây giờ trước khi mà chúng ta làm đến cái phần tạo đề này thì chúng ta sẽ chơi thử một trò chơi nhá. Bao nhiêu thầy cô mong muốn được trải nghiệm một trò chơi ạ? Cô Ngân cứ đăng nhập vào Gmail bình thường thôi. Đây, Gmail khi mà đăng nhập xong thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Nha, rồi chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Một trò chơi như sau này, thì anh sẽ tổ chức thầy cô một trò chơi. Thì mình sẽ trải nghiệm được, mình sẽ thấy được cái sự hấp dẫn của nó. Nào, ở đây này, chúng ta để học tập hiệu quả thì thầy nói thêm một cái điều này nữa. Thầy cô hãy viết xuống là chúng ta sẽ học như một đứa trẻ, có nghĩa là ta học coi như chúng ta chưa biết gì, học giống như mới tinh. Thầy cô hiểu chưa? Chứ nếu mà chúng ta mà học mà ta cứ nói là tôi biết rồi, phần này biết rồi, phần kia biết rồi là chúng ta sẽ không có một cái tâm thế để học tập tốt. Yes. Thầy cô hiểu điều này chưa? Nha. Nào, bây giờ thì anh sẽ hướng dẫn thầy cô này. Đây. Rồi làm bài toán lớp 5 này cho nó máu này. Thầy cô sẽ nhìn nha. À thầy cô có khi thầy cô không nhìn được đâu. Nhưng thôi không sao. Nào thầy cô sẽ bắt đầu vào chơi này. Tất cả thầy cô hãy bấm vào link này. Thầy cô không comment nữa. Thầy cô bấm vào link này để tham gia chơi nhé. Đấy. Thì thầy cô sẽ bấm vào đây. Thầy cô nhớ đặt tên nhé. Đặt tên của mình. Ok, nào xin mời các em. Các em học sinh hãy nhanh tay bấm vào. À, thầy đã thấy có rất nhiều các bạn, bạn Quách Huệ, bạn Hạnh. Thầy cô nên viết họ tên đầy đủ ra thì nó vui. Ví dụ như là Mỹ Hạnh hay là cái gì đó. Quách Huệ. À, thầy cô viết là đúng rồi. Bạn Nguyễn Khoáng, bạn Phan Hạnh. Rất tuyệt vời. Nào các bạn nhanh tay nhá, nhanh tay. Wow, hôm nay các bạn đã vào rất là nhanh, chúng ta đã có 11 thành viên rồi. 12 thành viên rồi, nào. Các thành viên khác nhanh tay nào.
Ok, đã có 16 thành viên vào được phòng rồi. Nào các bạn khẩn trương nha, bạn khẩn trương. Thầy dành cho các bạn 1 phút nữa để các bạn vào phòng. Làm 1 phút nữa nào. À, thầy cô sẽ bấm vào cái link này nha. Bấm vào link này. Thầy cô bấm vào link để tham gia trò chơi nha. Ok, nào bấm vào link tham gia trò chơi nào. Rồi, rất tuyệt vời, đã có 16 thầy cô rồi. Nào thầy cô nhanh tay nào. Còn 30 giây nữa. 30 giây. Nào 30 giây. Rồi, bạn Quỳnh, bạn Ngân. Đã có 18 người rồi. Nào thầy cô nhanh tay nha. Đó, bạn Tùng đã vào rồi. Các bạn khác nhanh tay nào. Nhanh tay để chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi ngay bây giờ. Nào thầy cần một bạn nữa, đã có 19 bạn rồi. Thầy cần một bạn nữa, nào nhanh tay, bạn nhanh tay nào. Rồi, ok, rồi, chúng ta 20 người bắt đầu. Cùng đếm nào, 5 4 3 2 rất là xa. Đường số 2 đã
Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho các đội chơi nào. Ok, rất tuyệt vời. Đó, vừa rồi là sau khi chơi xong thì các thầy cô tiếp tục chụp cái ảnh này. Thì chụp ảnh nhanh màn hình thầy cô biết rồi đúng không ạ? Thầy cô bấm vào nút screen này nhá. Đây là cô chụp ảnh nhanh cái màn hình. Ok. Rồi nha. Được chưa? Thầy cô có thấy vui không ạ? Thầy cô thấy vui không ạ? Đấy, sau khi mà học sinh được tham gia trò chơi thì thầy cô đã thống kê được số liệu và tuyên dương các bạn giành chiến thắng. Yes. Thầy cô thích được tổ chức trò chơi như này không ạ? Thầy cô thích thì cô comment số 1 đi nào. Đó nha. Thì hôm nay mình sẽ làm chủ cái công cụ này, mình sẽ chơi như vậy. Đây, tiếp theo. Nào thầy cô sang phần 4 là tạo đề game, tạo trò chơi đấy. Thầy cô viết đi, phần 4 tạo game. Tạo game này. Thầy cô bước 1. Thầy cô vào create. Create. Đây, ở góc trái. Đấy, thầy cô bước 1. Thầy cô tạo create và create. Đây, thầy viết đây cho thầy cô. Bước 1 là create nha. Sau đó thầy cô nhìn này, và create nó có chữ quiz rồi, tức là quiz nha. Tạo quiz là tạo câu hỏi trắc nghiệm, còn lesson là bài học, ta chỉ quan tâm phần quiz rồi. Sau đó thầy cô sẽ quiz. Đây là bước 1. Nào, thầy cô thầy cô làm đây, thầy cô comment 41 là tạo quiz này. Đây thầy làm lại này, vào create tạo quiz, comment 41, bấm vào đây thì nó ra cái bảng này. Thầy cô comment 42. Nào thầy cô làm có kịp không ạ? Nào những ai ra được cái bảng này rồi, thầy cô comment 42 thầy này.
Ok. Thì mình sẽ đặt tên cho cái này nhá, create a quiz này. Thì đó là chúng ta sẽ bước 3 là đặt tên cho trò chơi, name this quiz. Bước 2 là đặt tên. Name quiz. Đây. Đặt tên nhá. Thì ta có là ví dụ như thầy cô viết là phép cộng. Mình dạy cho lớp 1 chẳng hạn. Trong phạm vi 10. Cộng trừ đi, phép cộng trừ. Trong phạm vi 10. Thầy cô chọn cho thầy Thành ở đây nó có các lĩnh vực này. Nó là mathematics hoặc English hoặc là physics, tức là toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học, tin học, máy tính, rồi địa lý, rồi vân vân. Thầy cô chọn mathematics, chọn toán đúng không? Chọn mathematics. Và next. Nào thầy cô làm đây thì cô comment 43. Thầy cô comment 43. Ấn next. Thế thôi. À, hay đấy là nó đã ra đến cái chỗ để chúng ta làm rồi. Nha. Thì thầy Thành sẽ hướng dẫn cho thầy cô tổng thể ở đây nó có những nội dung gì. Thì thầy cô thấy này. Bây giờ thầy cô nhìn. Thầy cô nhìn này, thầy cô thấy này. Ở đây có các cái dạng câu hỏi thì nó có mấy dạng này. Một là multi choice. Rồi. Đặt tên này. Sau thầy cô sẽ bấm là bước 3 là sẽ đến tạo câu hỏi. Tạo câu hỏi thì nó có mấy dạng. Cái dạng thứ nhất đó là câu hỏi multi choice. Nhiều lựa chọn. Câu hỏi nhiều lựa chọn. Nhiều lựa chọn. Tức là dạng A, B, C, D ấy nha. A, B, C và D. Dạng 2. Dạng 2 là nó dạng đây. Dạng 1 là nhiều lựa chọn, dạng 2 là checkbook. Checkbook là nó dạng hộp kiểm ấy. Nó dạng là hộp kiểm, tức là ta có thể có nhiều phương án đúng. Là hộp kiểm. Là có thể có nhiều phương án đúng, có nhiều phương án đúng. Nhiều phương án đúng. Rồi. Hay nó gọi là checkbook ấy. Đây. Checkbook. Tiếp theo ta có dạng 3. Dạng 3 thì nó có thể là blank, fill blank. Tức là điền vào chỗ trống. Đây. Fill in the blank. Fill in the blank, tức là điền vào chỗ trống. Rồi ta quan tâm đến ba cái phần này. Nào cho thầy hỏi ba thầy cô đã hiểu các cái dạng tạo câu hỏi thì cô comment cho thầy Thành số 44 đây.
Ok ạ. Thầy cô đã rõ chưa ạ? Nào thầy cô đã làm được đến đây rồi, thầy cô comment cho thầy hành số 45. Hay nói khác, thầy cô đã biết cách làm đến đây, thầy cô comment số 45. Thầy cô chỉ cần hiểu cách làm nhé. Trong trường hợp mà thầy cô dùng điện thoại, thầy cô không thao tác được, nhưng thầy cô hiểu cách làm, thầy cô vẫn comment 45 cho thầy hành. Mai thì thầy cô xem lại video, thầy cô làm trên máy tính vẫn được nha. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ, đây là bài là chúng ta đang tạo phép cộng trong phạm vi 10 đúng không nào? Thì chúng ta đơn giản ta tạo các câu hỏi thôi. Thì câu hỏi số 1 mình sẽ viết là 5 cộng 3 bằng, thầy cô có thể viết bằng số dòng các phương án nào. Thầy anh từ từ, thầy Thành làm lại nhé, hơi nhanh. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu làm từng câu hỏi này. Thầy cô nhìn thấy chữ multi choice này, thầy cô comment 46 đi ạ. Chúng ta bắt đầu làm từng câu hỏi này. Comment 46 này. Để chúng ta bắt đầu làm nhé. Đúng rồi, thầy cô chọn tùy nhé. Multi choice hoặc hộp kiểm hoặc là fill the blank được, nhưng mà thầy Thành hay làm multi choice cho nó dễ, cho nó tiện. Thầy học sinh chỉ chọn ABCD là được. Chọn multi choice, bấm vào. Thì nó ra cái bảng này, thì cô thấy ra bảng này thì cô comment 47. Đây là bảng question 1. Thì nó sẽ có các cái câu hỏi thứ tự. Mình cứ tạo câu hỏi thì nó sẽ có các câu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đến số 10. Thầy cô chỉ nên tạo khoảng 10 câu thôi nhé. Không nên tạo quá nhiều, tất nhiên là không nên tạo ít, nhưng 10 câu là vừa. Nào, đến đây rồi. Câu hỏi số 1 chúng ta sẽ có là 5 cộng 3 bằng. Thì ở đây mình sẽ có thể viết là phương án 1 là 5, phương án 2 là 6, phương án 3 là 7, phương án 4 là 8. Được chưa? Sau đó mình chọn vào đáp án ở bên cạnh này. Bấm vào đây, tích xanh lên. Như vậy là đáp án là bằng 8. Thầy cô làm được đến đây thì cô comment 48 cho thầy này. Thì bây giờ thầy cô cho thầy Thành hỏi là thế nếu mà trong trường hợp mà mình không, mình lỡ mình làm 4 đáp án thì mình không muốn có 4 đáp án, mình chỉ có muốn 3 đáp án thì làm thế nào? Thì thầy cô có nhìn thấy ạ, mỗi một cái chỗ này nó có một cái xóa này, thầy có thể xóa đi. Thầy xóa cái này đi. Bỏ đi. Thì nó còn 3 đáp án thôi, thầy cô muốn thêm câu hỏi, câu trả lời thì là add answer option đây. Đấy, nếu mà thầy cô muốn thêm thì cô vào đây. Thầy cô muốn xóa thì cô vào đây. Thầy cô đã rõ phần thêm và xóa câu hỏi thì cô comment số 49, à câu trả lời. Thêm đây, bây giờ mình để là 9 chẳng hạn. Tích vào đây. Rồi. Thầy cô lăn xuống dưới này, chúng ta để ý cái thời gian, cái mục thời gian, thầy cô nhìn rõ thời gian này ạ, cái đồng hồ này, đây này, thầy cô nhìn rõ thời gian, thầy cô comment số 5 đi. Đấy, thời gian này nó có rất nhiều các mốc thời gian, 5 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, 45 giây, vân vân. Thì thông thường nhé, thì cái này nó chơi đông người nó phải nhanh, thì chúng ta để từ 20 đến 40, 45 từ đây, nó có các mốc này 20, 30, 45, khoảng thế thôi, ta không để quá dài để cho nó hấp dẫn. Ví dụ như đây mình để 20 giây, chọn 20 second. Nào thầy cô làm đến đây rồi, thầy cô comment số 51 đi. Toàn bộ câu hỏi nó chỉ có thế này thôi.
toàn bộ câu hỏi chữ thế này thôi nhé. Đây nó có một thêm một chi tiết này. Ở đây ấy, nó có cái chỗ là email, email giờ là ta sẽ có thêm cái hình ảnh và câu hỏi này. Thì tùy các thầy cô, lúc nãy thầy cô xem cái bài của thầy Thành cho thầy cô chơi đúng không ạ? Nó có các ô tô, nó có vận tốc, quãng đường, thời gian kiểu như vậy. Thầy cô nhìn rõ không ạ? Thì khi đó mình sẽ add email vào. Thầy Thành ví dụ mình add một cái email vào đây. Nào thầy cô lấy một cái ảnh bất kỳ nhé. Đấy, thì mình gửi cho cô một cái ảnh. Ở đây. Đây bây giờ thầy cô tải tạm mấy cái ô tô này vào, mấy cái tàu, mấy cái này vào. Đấy nhá, thầy cô tải tạm về để mình dùng thôi. Thì ví dụ như mình sẽ đưa cái ảnh vào, cho một cái ảnh ô tô vào, cho nó nhìn, ví dụ như 5 ô tô cộng 3 ô tô chẳng hạn. Cho cái ô tô màu xanh này. Đó. Bấm lên. Sau khi xong rồi thì cô bấm đăng là để cho nó ok. Đó. Được chưa ạ? Thì khi mà nó lên hình nó sẽ đẹp như này này. Đấy, thầy cô nhìn thấy không ạ? Nó sẽ đẹp như này này. Thầy cô rõ thêm ảnh thì cô comment 52 đi. Quan trọng là mình rõ ý tưởng thôi. Còn mình thêm sao cũng được nha. Thầy comment 52. Rõ ý tưởng thêm ảnh. Thế xong rồi thì mình sẽ bấm save vào, tức là ta lưu lại. Bấm lưu lại. Thì thầy cô comment 53. Thầy cô lưu lại xong thầy cô comment 53. Đó. Thầy cô hiểu rồi không ạ? Thế cái này hay là khi mà thầy cô check lại ạ, thầy cô nhìn cái thầy cô biết là đáp án của mình ra nó có đúng không. Ví dụ như 5 cộng 3 thì bằng 8, màu xanh thì đúng rồi. Được chưa ạ? Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu thầy cô đã hiểu về cách tạo một câu hỏi thì cô comment số 54 cho thầy Thành. Hiểu về cách tạo câu hỏi đấy nha. Còn có thể thầy cô tạo được rồi, có thể thầy cô chưa tạo được, không sao, quan trọng ta hiểu cái cách tạo câu hỏi. Được rồi, thầy cô hiểu rồi đúng không? Nào, còn các thầy cô khác ạ, chúng ta có hơn 30 thầy cô ở trong trong phòng cơ. Ok. Đó nha, ta hiểu rồi. Bây giờ tạo được một câu rồi thì chúng ta có tạo được nhiều câu không thầy cô? Thầy cô tạo được nhiều câu thì cô comment số 55 cho thầy này. Thế tạo được một câu thì ta có thể tạo được câu thứ hai. Bấm vào tiếp tục vào cái nút này. Dưới này lại thành là ta lại bấm tiếp các câu hỏi. Có thể là nhiều lựa chọn, có thể là hộp kiểm, có thể là điền vào chỗ trống, người ta cứ chọn nhiều lựa chọn đó. Lại tạo câu số 2, question 2. Thì đây ta có là 6 ô tô. 6 ô tô, đúng không? Đấy. Ô tô trong bãi. 2 ô tô di chuyển đi nơi khác. Vậy trong bãi xe còn mấy ô tô? Đấy, thì ở đây ta có là ta lại chèn một cái ảnh khác vào, thì thành ví dụ thôi. Ta chèn một cái ô tô màu cam này. Sau đó chọn đăng. Và mình chọn ở đây là 6 5 4 3, ví dụ như 6 ô tô, trả lời là 6 ô tô.
5 ô tô, 4 ô tô, 3 ô tô. Rồi thì 6 bớt đi 2 bằng 4 ô tô, tập kích vào đây. Thời gian tôi vẫn để 30 giây. Ấn nút save. À, người ta vừa hỏi là chúng ta có nâng cấp tài khoản không, nhưng người ta ấn not now nhé. Ấn nút save. Xong. Rồi cho thầy Thành hỏi là thầy cô đã rõ cách tạo câu hỏi chưa? Thầy cô rõ, thầy cô comment cho thầy Thành số 56 đây. Đã rõ về cách tạo câu hỏi, cô comment số 56. Thế vì tương tự mỗi thầy cô hãy làm cho thầy Thành 3 câu hỏi đi. Hãy tạo thêm. Ví dụ như là ta lấy cách trừ đi. Ví dụ như là trong phạm vi 10 đúng không? 9 trừ 4 bằng. Thì ta viết đây là 5 6 7 9 chẳng hạn. Thì ta chọn phương án 5. Ta không chuyển ảnh nữa thôi. Ta để 20 giây, câu này dễ, để 20 giây. Xong ấn save vào. Đó. Ta lại làm tiếp câu tiếp theo. Bấm vào đây. Bây giờ chọn là 2 cộng 7 bằng. Thì ta có là 7 này. 8 9 10. Ta chọn vào 9 này. Thời gian để 20 giây. Chọn save rồi. À, chưa biết thêm câu hỏi. Cô Nhàn này, đây cô Nhàn nhìn này. Đây cô Nhàn nhìn nhá. Đây nó có phía dưới này. Đó. Đấy, đấy là thêm câu hỏi nhá. Được chưa ạ? Cô Nhàn đã rõ cách thêm câu hỏi chưa ạ? Đấy, cách thêm câu hỏi. Ok. Ta lại thêm một câu nữa, thầy bấm vào nút này. Bấm vào nút này này. Rồi không sao, cô Nhàn mai xem lại thì cô sẽ được nhé cô Nhàn nhé. Hoặc tí nữa thầy sẽ hướng dẫn thêm. Bấm vào nút này. Nó sẽ ra một cái câu hỏi nữa là 9 trừ thôi bây giờ là 4 cộng 3 bằng, tùy thầy cô. Ví dụ như đây là viết là 5 7 9 3, ta chọn phương án 7, vân vân. Ấn save vào. Được chưa? Thầy cô đã rõ phần này chưa? Nào thầy cô đã làm được tạo câu hỏi này, thầy cô comment 57 đây. Đấy, như vậy mình có này, câu 1 này, question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Rồi. Thông thường thì chúng ta sẽ làm khoảng 10 câu nhé thầy cô nhé. À, viết đây. Sẽ tạo khoảng 10 câu hỏi nhé. 10 câu là vừa, 10 câu thì nó sẽ học sinh sẽ chơi hết tầm khoảng mấy phút, 5 phút gì đó. Xong chúng ta khởi động các thứ thì hết mấy phút nữa, liên quan đến khoảng 6 đến 6 phút là kết thúc là vừa. Đây này. Được rồi ạ. Thầy cô làm đây rồi đúng không ạ? À, bây giờ thầy Thành hướng dẫn lại cách tạo câu hỏi một lần nữa nhé. Để thầy cô đều tất cả làm được này. Nào thầy cô nhìn cái bảng này chưa? Thầy cô nhìn những thầy cô nào đã có được cái phần trang chủ này, trang chủ như thế này. Thầy cô có em comment cho thầy Thành số 1 đây. Đây trang chủ như thế này. Thầy cô comment số 1. Nào cô Nhàn làm được rồi đúng không? Thế thôi nhá, không cần phải hướng dẫn lại nữa đúng không ạ? Nào bây giờ thầy cô tạo cho thầy Thành, thầy cô dành cho thầy cô khoảng độ 2 phút để thầy cô tạo một số câu hỏi. Từ 3 đến 4 câu được, làm đơn giản thôi, viết đơn giản thôi. Còn sau này thầy cô về, thầy cô ứng dụng, thầy cô nghĩ các câu hỏi khác sau.
Rồi. Biết đến đây rồi thì rất nhiều người lại bị mắc. Đến đây không biết làm thế nào nữa cả. Bị mắc, bị vướng mắc ở đây. Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp xong là tạo đề rồi. Chúng ta sẽ phần 5 là xuất bản. Thì cô biết ạ, phần 5 xuất bản. Thì ta sẽ có là bước 1 là bấm vào cái chữ Publish ở góc trên bên phải màn hình đó. Nào cho thầy Thành hỏi ba, thầy cô đã nhìn rõ chữ Public này bên góc trên bên phải, thì cô comment cho thầy Thành số 59 này, này chữ Public này. Comment 59. Bấm vào Public đi. Ở góc trên bên phải màn hình. Nào comment cho thầy Thành số 59. Rồi. Thầy cô tạo câu hỏi ít cũng được. Không cần nhiều đâu. 3 đến 5 câu thôi. Thầy cô nhìn thấy chữ public này. Đây. Ok ạ. Nào, public xong mình bấm vào chữ public này. Đấy là bước 1 nha. Bước 2 thì nó ra cái bảng này. Nó ra cái bảng này thì thầy cô có thể cái bước này này, tùy cái này tùy chọn, có cũng được, không có cũng được, thầy cô có thể tạo cái ảnh. Ảnh ở đây nó là ảnh của cái bài, của cái đề ấy. Thì cô làm cái ảnh gì đó đưa vào đây, ví dụ như ảnh ảnh cái đại diện của ấy nhé, ví dụ như thầy cô làm phép tính trong phạm vi 10 thì cô lấy phép cộng phép trừ cho nó đặt lệnh được, đúng không ạ? Thầy cô rõ chưa ạ? Còn nếu không có thôi thầy cô bỏ qua. Ngôn ngữ, nào ngôn ngữ thì thầy cô có thể để tiếng Anh được, nhưng mà tại sao ta lại chọn tiếng Việt? Thì ở đây á nó có rất nhiều ngôn ngữ. Đấy, nó có Vietnamese. Đây, Vietnamese đây. Cái mục tiêu của để Vietnamese này để cái nó phân phối đến những cái người dùng Việt Nam với nhau thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì đâu. Thầy cô chọn from thì đây mình là lớp 1, là từ KG đến lớp 1, tức là từ lớp 5 tuổi đến lớp 1. Được chưa ạ? Public visit everyone thôi, là cái này ta có để cái nội dung đó là mọi người đều nhìn thấy không, thì thầy cô để nguyên như này. Đấy là xuất bản. Sau đó thầy cô chọn vào nút save này. Đây là xuất bản video. À xin lỗi, xuất bản game. Xuất bản game. Ok ạ. Nào cho thầy hỏi bao nhiêu thầy cô đã làm đến đây ạ? Thầy cô comment số 60 đi ạ. Rồi thì cô comment 60. Ấn nút save vào đây. Save vào. Nó sẽ loát một chút. Không gắn link không cần nhá.
không cần thao tác đâu. Làm lại public này, chọn Việt Nam V này. Chọn từ lớp 1 đến lớp 1 được, ấn nút save vào. Ok, xong rồi. Trên thời gian đây. Thầy cô thấy nhanh không ạ? Vậy là chúng ta đã tạo ra được cái bộ đấy, thầy cô đấy không ạ? Chúng ta đã tạo ra cho mình được cái bộ cái phần câu hỏi rồi. Đấy là xong xuất bản. Thầy cô nào đã xuất bản xong thì cô comment cho thầy Thành số 61 đi. Và phần lớn thầy cô là làm được đến đây. Nhưng mà khai thác chỗ này, phần tiếp theo mới là cái phần hay. Thầy cô thấy vậy không ạ? Cho thầy hỏi là trước đây những thầy cô nào đã từng làm đến đây? Thầy cô comment cho thầy là số 62 đi. Đấy, mình đã từng làm đến đây. Từ trước đây mình đã biết cách làm đến đây này. Thầy cô comment số 62. Đó. Một số thầy cô biết làm đây đúng không? Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu thầy cô biết cách tổ chức cho học sinh của mình chơi trực tiếp? Thầy cô comment cho thầy Thành số 63. Thầy cô chưa biết, thầy cô comment 64. Rồi. Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu thầy cô đã biết cho làm bài tập, giao bài tập về nhà cho học sinh của mình? Thầy cô comment số 63. Còn thầy cô nào chưa biết cách giao bài tập bằng Quizzes cho học sinh, thầy cô comment số 64. Ok. Nào. Thầy cô nhìn rõ cái ba cái chỗ thầy Thành vẽ này không ạ? Preview này. Thầy viết là không. Start a leaf quizzes là 1. Assist homework là số 2. Thầy cô nhìn rõ, thầy cô comment cho thầy Thành số 65. Được rồi ạ. Góc phải màn hình này. Bước 2. Thầy cô sẽ cài đặt hay là đặt tên. Đặt tên, add ảnh, vân vân, đúng không? Chọn lớp. Đấy. Và cuối cùng bước 3 là mình sẽ lưu lại. Bấm lưu. Hoặc là save. Ok. Xong phần xuất bản nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần chơi. Chuyển sang phần chơi này. Phần 6 tổ chức chơi. Thầy cô viết vào đây ạ. Tổ chức chơi nhé. Thì chúng ta có 3 cái cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là chơi cá nhân. Thì nó tương ứng với chữ preview.
và review. Và review à? Thì cái này là người chơi với máy. Nếu chúng ta trả lời đủ đúng 10 câu thì chúng ta sẽ xếp đầu. Đấy, người chơi với máy nha. Cái chữ preview thì cô nhìn rõ không ạ? Chữ preview thì cô rõ không ạ? Đấy nha. Đó là người chơi với máy. Còn cách chơi thứ hai là đây. Start a live quiz. Đó là chơi trực tiếp với đội, tức là người chơi với người, hay là người thi đấu cũng được nhá. Thế cô dùng từ nào cũng được. Cái này ta từ chơi nó nghe nó hơi khó cũng được. Đó là người thi đấu đấy. Đấy, với máy. Còn đây là người thi đấu với người. Cái còn là giao bài tập về nhà là assist homework. Thì cái này nó là người chơi với người, nhưng mà cái này là không trực tiếp. Cái hay của phần này á, đó là khi mà những người chơi nó không trực tiếp ấy, nhưng khi mà mọi người làm đến câu hỏi đó thì nó vẫn tính điểm và nó vẫn có nhảy số yes. Cho thầy hỏi ba, thầy cô đã rõ cả ba cái cách chơi này, rõ về mặt ý tưởng đã, thầy Thành chưa nói về thao tác. Thầy cô comment cho thầy Thành số 7 đây. Được rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi này. Nào. Cách chơi thứ nhất. Cách chơi 1 nhá. Thầy cô nhìn này. Cách chơi 1 là bấm vào preview. Khi mà kích vào đây, nó sẽ hiển thị ra phần này. Thầy cô copy link này gửi cho, bấm chuột phải copy sao chép gửi cho các bạn trong nhóm. Đây, thầy ví dụ gửi cho thầy cô đây. Đó, thì thầy cô bấm vào đây tự chơi. Và cái ưu điểm của cách này á, là hầu như mọi người chơi đều được giải nhất. Đấy, đấy là một cái cách mà mọi người thường làm. Bấm vào đây này, thầy cô nhìn này. Xe còn 4 ô tô. Đó. Hết. Đấy, và mình đã xếp hạng đứng đầu. Được không thầy cô? Đây là mình chơi solo, solo với máy nhá. Cho thầy Thành hỏi là bao thầy cô đã rõ cái cách mà chơi solo, chơi với máy, thì cô comment đã rõ đi ạ. Nha. Đấy là cách 1 là chơi với máy. Cách 2 là chơi với người thi đấu. Đây, cái chỗ này anh sẽ viết ở đây cho thầy cô nhé. Chơi đội trực tiếp này. Chỗ này thì anh sẽ hướng dẫn chậm để thầy cô nhìn rõ nha.
Cho thầy hỏi có bao nhiêu thầy cô, có phải là đang chúng ta đang mong muốn được hướng dẫn chơi trực tiếp đúng không ạ? Thầy cô mong muốn như vậy thì cô comment số 6 đây. Để thầy hướng dẫn thầy cô. Nào. Chơi trực tiếp này, phần này thì anh sẽ làm chậm nhá. Thầy cô đã có sẵn cái bài này chưa ạ? Thầy cô đã có sẵn một cái bài cho mình, thầy cô comment cho thầy Thành. Một bài bất kỳ nào của thầy cô được, thầy cô comment cho thầy Thành số 61 này. Tức là mình đã có một cái bài nào bất kỳ. Thì cái bài nó nằm ở đâu? Nó nằm ở My Library này. My Library này. Thầy cô bấm vào đây. Đấy, thì nếu mà thầy cô có nhiều thiết kế thì nó chạy dọc cái này. Còn đây thầy Thành chỉ có một cái mới tạo tài khoản này, có một cái bấm vào đây. Đấy chính là cái các cái trò chơi của mình đã thiết kế. Được chưa? Rồi. Nha, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây. Vào chơi trực tiếp này. Thầy Thành viết ở đây cho thầy cô dễ nhìn này. Hướng dẫn cách chơi trực tiếp trên quiz nha. Thì ta có bước 1 này. Thì sẽ bấm vào Start a live quiz. Bước 1. Chọn Start a live quiz. Rồi. Thầy cô xong bước 1, thầy cô gõ số 1 đi ạ. Rồi nha. Bây giờ ta sẽ làm như sau này. Bấm vào Start Early Quiz. Bấm vào đây. Thầy cô chọn cho thầy Thành chữ Classic, tức là cổ điển. Bấm vào Classic. Nó ra đây. Bước 2. Chọn Classic. Chưa? Thì ở trong này thầy cô bấm vào chữ team, kích chuột vào team. Bước 3 là kích chuột vào team. Bước 3 là ta có chọn team, tức là đội chơi ạ. Ta chọn team. Thầy anh làm lại thầy cô nhé. Thầy cô vào thư viện này. Đấy mình có bài này, mở bài này lên này. Thầy cô Start a Live Quiz, chọn Classic. Sang bài này chọn Team. Bước 3 chọn Team. Bước 4. Thầy cô bấm vào Continue. Đây copy cái này lại. Đấy chọn cái này. Sau đó chọn cái này. Chọn cái này trước, đây là một. Bước này là bước 2. Rồi. Chọn sim này. Ok. Sau đó bấm continue. Rồi cho thầy Thành hỏi bao nhiêu thầy cô đã rõ đến cái bước này rồi ạ? Thầy cô comment cho thầy Thành số 63 đi. Cho thầy Thành hướng dẫn chậm để thầy cô làm đi nhé.
Tiếp theo bước 4 thầy cô bấm vào continue. Bước 3 bấm vào continue này. Bấm vào đi. Rồi đến đây cái bảng này hiện ra. Thầy cô cũng hiện ra bảng như này, cô comment cho thầy đành số 64 đi. Được rồi. Cái này là bước 4. Chọn link để gửi cho học sinh. Ok. Được chưa? Thầy cô đã đến đây, thầy cô đã rõ chưa? Đến đây thầy cô rõ, thầy cô comment cho thầy hành số 65 đi. Đây. Thầy cô đến đây thầy cô comment số 65 đi. Được rồi ạ. Thì đến đây là bước số 4 là gửi link cho học sinh này. Thì cô sẽ bấm chuột vào cái dòng trên đấy, dòng use any device to open. Ok. Đấy nha, chính là cái dòng này. Là thầy cô nhìn thấy đây làm này. Mình sẽ bấm vào chữ này, dòng này. joinmyquiz.com, tức là nhập vào đây, kích vào đây. Thì cái hay của cái việc mà chúng ta chơi ở team này, đó là mọi người sẽ đặt được tên. Đấy, vì mình không viết là Tiến Thành, mình viết là Trần Ngân chẳng hạn. Trần Ngân. Thì lập tức là khi bấm nút start là chúng ta sẽ thi đấu. Nha. Bấm vào đây. Xong đến đây ta sẽ có gửi link. Gửi link cho giáo viên. Bao thầy cô đã rõ cách gửi link cho giáo viên ạ, là Ctrl cộng V, tức là hoặc là ta dán. Dán nha. Đây. Thì đây thao tác lại này. Đến đây nhá. Kích chuột vào đây, nó sẽ chạy ra ngoài này. Thầy cô copy cái link này này. Copy cái link này này. Bấm chuột phải, chọn bôi đen tất cả này. Bấm chuột phải xong ấn vào sao chép, xong rồi thầy cô gửi link. Đấy, chỗ này bấm chuột vào dòng này này. Chỗ này ta có thêm là copy link. Bôi đen toàn bộ dòng địa chỉ. Sau đó bấm copy link. Ok, cho thầy dành hỏi bao thì cô đã rõ phần này rồi ạ. Đây đây. Copy link xong rồi mình sẽ gửi cho mọi người thôi. Mọi người sẽ đặt tên và chúng ta sẽ bấm nút chơi. Thì như thế này. Khi mà mọi người vào ấy và bấm start đây này. Thì ở bên này nó chưa bắt đầu ngay đâu. Mà nó có một người vào rồi. Ví dụ như là chúng ta sẽ... Nào, thầy Thành lại gửi lại thầy cô nhé. Gửi lại thầy cô nào. Thầy cô nhìn này, nhìn nhé, nhìn kỹ nhé. Ở đây
Chúng ta sẽ bấm vào, rồi xin lỗi vì chỗ này chúng ta đấy rồi, để làm lại một cái khác nào, làm lại nhá. Ta còn team này, bấm continue này. Rồi được rồi, bấm vào đây nào, thì cô nhìn này, bấm vào chữ use any device to open, kích vào đây để mở link này. Thầy cô sẽ copy link như sau này, bôi đen vào dòng địa chỉ trên này, bôi đen toàn bộ dòng địa chỉ. Cô Ngân đã rõ chưa? Công chôn A thì bôi đen toàn bộ. Xong bấm chuột phải, chọn sao chép, hoặc là bấm công chôn V. Bấm công chôn V. À, công chôn C, xin lỗi. Bấm công chôn C nhé. Xong mình dán vào cái chỗ khác là thành ví dụ như ta dán vào ô chat này. Để thầy cô thao tác thôi, còn mình lần này mình không cần chơi. Nào bây giờ thầy cô sẽ bấm vào cái này để chúng ta nhập tên vào, để sau nó sẽ chạy sang bên này là nó sẽ có người chơi. Bây giờ như mình bấm đây cái là người chơi sẽ lập tức nó nhảy ra đây, được chưa ạ? Thầy cô sẽ bấm vào ấy đi ạ. Thầy cô bấm vào đi, chúng ta thử test lại một lần nữa. À, thì cô bấm tạm vào link thì cô đặt tên đi để cho nó vào để mình test thử một lần nữa cái bài mới của mình. Đấy, đúng rồi, và cứ có từ 2 người trở lên là chơi được nhé, đúng không ạ? Xong mình bấm start là xong. Cho thầy Thành hỏi là thầy cô đã rõ cái cách mình chơi trực tiếp chưa ạ? Thầy cô rõ, thầy cô comment thầy Thành số 3 đi. À, thầy cô mà thấy là nó vẫn còn chưa được rõ lắm, thầy cô cần thầy Thành thao tác lần nữa thì cô comment số 4. Đó nha. Thì cách làm này, thầy cô cần thầy Thành hướng dẫn lại cái phần mà chơi trực tiếp nữa không ạ? Nếu thầy cô rõ cả rồi thì cô comment cho thầy Thành số 1 đi. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử chơi của một thầy cô nhé. Thầy cô nào chia sẻ màn hình ạ? Thầy Thành sẽ cho thầy cô chia sẻ màn hình. Nào xin mời một thầy cô ạ. Gửi link lên để mọi người cả lớp cùng chơi ạ. Thầy cô nào sẽ làm phần này. Xin mời thầy cô ạ. Chúng ta không đánh giá đúng sai đâu. Chúng ta thao tác đấy. Nào thầy cô gửi đi. Chưa phải xung phong đã, phải xung phong đã thì Thành chiếu màn hình cho để xem màn hình. Xong rồi tất cả thầy cô, xin mời cô Thắm Hồng nhá. Xin mời cô Thắm Hồng. Rồi cô Thắm Hồng xem màn hình đi. Xin mời cô Thắm Hồng ạ. Rồi bây giờ thầy cô sẽ nhìn cô Thắm Hồng nhá. Cô Thắm Hồng mở lại từ cái bước mà bắt đầu game ấy. Không thì cô phải mở lại để mọi người thao tác. Trước nữa. Bước bên cạnh. Không, cô vào cái phần phép cộng ở trên ấy. Đúng rồi. Đấy. Không phải cái đấy. Tắt đấy đi. Tắt nó cái này đi. Tắt cái này, tắt này đã. Tắt hẳn cái này đã, tắt cái này đã. Cô Thắm Hồng tắt cái đấy đi. Tắt nốt đi, tắt hẳn đi. Rồi thầy cô vào My Library đi,
Mylory. Rồi, thầy cô bấm vào phép cộng. Rồi, thầy cô nhìn rõ không ạ? Bấm phép cộng. Thầy cô vào Start Early Quiz. Rồi, chọn Classic. Ok. Thầy cô chọn Team. Rồi, bấm Continue. Xong. Tiếp tục, mình sẽ bấm vào joinmyquiz.com. Bấm vào. Xong. Bây giờ mình sẽ copy toàn bộ cái đường địa chỉ này. Copy địa chỉ này. Chờ thút xong, copy địa chỉ đó. Gửi lên trên nhóm, bấm chuột phải. Copy, sao chép. Rồi, cô gửi lên trên nhóm. Cho các thầy cô. Gửi trên nhóm chat. Được rồi, cô Thám Hồng đã gửi lên rồi. Thầy cô sẽ cùng bấm vào của cô Thám Hồng nhé. Bấm vào của cô Thám Hồng. Sau đó thì cô Thám Hồng sẽ cho các thầy cô chơi. Đấy, nhiệm vụ tiến thành này, bấm này. Đấy, mọi người nhìn của cô Thám Hồng nha. Cô Thám Hồng chờ mọi người vào, cô Thám Hồng vào bên cạnh, vào cái bên cạnh. Vào bên cạnh, bên kia, ở bên kia, ở bên kia. Cái bên bên chỗ trên, trên, trên. Không, đừng nóng đấy, đừng nóng đấy. Lên trên đi, đấy, đúng rồi. Bấm vào. Kích vào đó, kích vào cái tab đấy. Đó, thầy cô đã nhìn thấy chưa ạ? Chưa chưa, chờ một tí đã, cho một hai thầy cô nó vào. Thầy cô bấm vào đi ạ. Rồi. Xong, nào bây giờ mọi người bắt đầu chơi nhé, cô Thám Hồng cho chơi đi. Chơi, bắt đầu chơi đi. Đấy, mọi người nhìn màn hình này. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ chơi. Ok, đó. Mọi người nhìn thấy không ạ? Như vậy cái bảng nó nhảy liên tục. Cô Thám Hồng sẽ chờ một chút xíu nữa. Sau đó thì cô Thám Hồng sẽ end game. Cái việc end game này thì cô có thể cho kết thúc sớm hay kết thúc muộn tùy nha. Như thông thường thì cô để cho mọi người áng áng chừng khoảng 4 phút thì kết thúc game. Cô bấm end game. Bấm end game. Rồi. Bấm xong ấn end 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 game, end game. Được rồi. Đó, thế sau đó thì bấm chuẩn bị bấm chụp cái nút chụp ảnh màn hình ấy, bấm vào nút sprint này chờ chưa chưa? Bấm vào nhanh, bấm nhanh, bấm. Bấm vào nút sprint, rồi bấm xong. Rồi cô gửi lên trên nhóm. Cô gửi trên nhóm. Gửi nhóm Zalo ấy của lớp nhá. Đó. Ok, cô gửi nhóm Zalo lớp đây. Rồi xin mời cô trả lại màn hình, cô thoát màn hình đi. Yes. Chúng ta hãy dành cho cô Thám Hồng một tràng pháo tay đi ạ. Rồi. Đấy, mình sẽ có cái ảnh thì mình sẽ bấm nhanh để mình tuyên dương học sinh đúng không ạ? Học sinh thấy có tên này. Cho thầy hỏi thầy cô đã rõ phần này chưa? Thầy cô nào muốn thao tác lại thì cho thầy Hành sẽ cho sâu để các thầy cô được rõ hơn. Xin mời một thầy cô khác ạ. Rồi, nào thầy mời một thầy cô khác, chúng ta cứ làm cho nó thành thạo đi. Bởi vì chúng ta nhìn bạn mình làm thì nó sẽ nhanh. Xin mời thầy chụp màn hình nhá. Thì thầy cô nhìn ở trên bàn phím ấy, nó có chữ Prater Screen ấy, Turbin Screen ấy, ở góc phải phía trên màn hình, góc phải phía trên bàn phím. Nhìn nhanh.
bấm vào cái thì nó tạo thành chữ là copy, sau đó thầy cô dán là câu chuyên về. Cái này dễ rồi nha. Đúng rồi, nào xin mời một thầy cô khác chia sẻ. Thầy cô làm nhanh ạ, xin mời nhanh nhanh ạ. Nào thầy cô nào xung phong ạ, thầy cô đã rõ chưa ạ, thầy cô cần thao tác thêm không ạ? Rồi xong rồi nhá. Ok, nào chúng ta sang phần tiếp theo. Vậy xong cách tổ chức trò chơi à, còn giao bài tập về nhà. Nào giao bài tập về nhà để làm như sau. Dán nha. Tiếp theo ta có là giao bài tập về nhà, hướng dẫn giao bài tập về nhà. Rồi. Thì thầy cô sẽ làm như sau. Thầy cô cũng làm giống hệt như vậy. Nó chỉ khác một xíu thôi. Đây, ví dụ như là chúng ta có cái phần này. Thầy cô vào thư viện đây. Thầy cô vào cái phép cộng này. Sau đó thì mình sẽ, lúc nãy là mình chọn start early quiz đúng không? Bây giờ mình chọn là assist home homework. Chọn là assist homework. Bấm vào đây. Đấy, thì bấm vào đây này thì nó có cái phần này thì cô này. Nó có cái deadline. Thì theo thầy cô có để đến ngày bao nhiêu, hôm nay là ngày thứ tư. Thầy cô để đến ngày thứ sáu hay là thứ bảy thì thầy cô kích vào đây. Nó có lịch đây. Nó có thể thứ sáu hay thứ bảy hay là thứ đây. Được chưa ạ? Giờ bên này là giờ, mình để là 10 giờ. Mình để là AM là buổi sáng, PM là buổi chiều. Yes. Cho thầy Thành hỏi bao thầy cô đã rõ cái đến đây rồi ạ? Thầy cô rõ thì cô comment cho thầy Thành số 71 đi. Đúng rồi. Xong chưa ạ? Xong rồi đến đây mình bấm chữ assist. Nào, viết đây tí cho nó ấy này. Ra tầm nhà thì cô sẽ chọn nào, cho làm lại này. Chọn assist homework. Chọn assist homework. Rồi. Sau đó mình sẽ chọn thời gian, cài đặt thời gian, sau đó bấm assist. Rồi, thế là xong. Assist homework. Bước 1 này là chọn assist homework, bước 2 thầy cô sẽ chọn cài đặt thời gian. Bước 3 thầy cô sẽ chọn gì ạ? Chọn assist thôi. Xong. Được chưa ạ? Đến đây rồi, bước 4 là mình chia sẻ link. Đó, phần chia sẻ link nha. Thì đến đây rồi ấy, thì thầy cô sẽ copy cái link này, share link này này, cô kích vào đây. Chữ share link. Đây. Có hai cách, cách một là thầy cô cho học sinh điền cái mã này vào thì cũng được. Cách hai thì cô copy link nha. Thầy cô đã rõ phần này chưa? Đây, giao bài tập. Bây giờ ta có giao bài tập. Giao bài tập thì cách một thì sẽ thầy cô gửi cái mã code là các cái chữ số đấy, đây mã code đây này. 5 3 6 2 4 6 1 4. Thì thầy cô lưu ý này, mỗi một lần mà thầy cô bấm tạo cái bài tập ấy thì nó sẽ ra một cái mã khác nhau. Cho nên là mã nó không giống nhau nhá. Mã nào thì sẽ chơi được với cái link đó. Hoặc là thầy cô copy link, share link này, hai cách.
Cách 1 là gửi mã code cho học sinh. Cách 2 thì copy link và share link. Đó. Thì kinh nghiệm ấy, thầy cô share link thì sẽ tiện hơn, học sinh cứ copy vào link. Đấy, bấm vào share link. Thì bấm vào thì nó đã tự share rồi thầy cô nhé, nó đã được copy rồi. Sau đó mình dán Ctrl V. Ví dụ như thầy Thành dán ở đây. Dán vào ô chat này. Đó, thầy cô bấm vào đi. Sau đó thì chỗ này là share link này, chúng ta có bấm vào share link. Sau đó thì ta lại có bấm Ctrl V, Ctrl cộng V để gửi link cho học sinh. Thì cái hay của cái bài tập á là nó không cần phải giáo viên bắt đầu, mà mọi người cứ tự chơi được rồi. Ví dụ như là mình sẽ đặt cái link này bên này. Đặt link vào bên này. Ta bật cái music lên cho nó nhộn nhàng nhé, nhộn nhịp này. Bật music lên. Bấm start luôn. Bấm start game. Thì học sinh sẽ chơi đâu. Thầy cô rõ phần này chưa? Đấy, thầy cô phải chơi thử một tí đi ạ. Đây hiện tại đang mới có một người chơi 7 2 9. Như vậy là vẫn có bảng xếp hạng đúng không nào? Thầy cô có thể, học sinh có thể chơi lại tùy. Được chưa? Thì bên này nào, thầy cô cho thầy Thành hỏi, thầy cô đã rõ về cách giao bài tập chưa? Gửi cho học sinh xong. Cái hay của giao bài tập là lưu ý này, là khi giao bài tập thì học sinh có thể làm luôn, không cần phải chờ giáo viên bấm bắt đầu. Thế còn cái cách mà chơi trực tiếp ấy là giáo viên phải bấm bắt đầu nhé. Chỗ này này, thầy cô lưu ý này, sau khi học sinh vào phòng thì giáo viên phải bấm start game mới chạy, start để học sinh chơi. Đó, thầy cô thấy khác nhau chưa? Đã giao bài tập về nhà này nhá. Hết rồi. Cho thầy Thành hỏi là bao nhiêu thầy cô đã hiểu về cách chơi trực tiếp và giao bài tập về nhà? Từ từ đã, từng bước một. Thì thầy cô comment cho thầy Thành số 6 này. Thầy cô đã hiểu cách làm. Thầy cô comment số 6 nha. Đó. Thế bây giờ sau thì kết quả sẽ hiển thị ở đâu? Nó sang phần 7 là báo cáo thống kê. Thầy có viết phần 7 báo cáo thống kê.
Thì nó nằm ở đây thầy cô này. Nó sẽ nằm ở, thầy cô vào trang chủ nhé. Trang chủ chỗ My Memory thầy cô đây này. Thì nó có report, thầy cô bấm vào report. Thầy cô nhìn thấy không ạ? Ba thầy cô đã nhìn rõ chưa này? Cái sheet này nó chính là bài tập về nhà. Team này nó chính là cái phần mà chúng ta chơi trực tiếp. Ta kích vào đây. Đó, thầy cô nhìn thấy không ạ? Thầy cô nhìn thấy hay không ạ? Như vậy là về nhà thầy cô biết là bạn nào làm, bạn nào đúng bao nhiêu câu, bạn nào còn bao nhiêu câu chưa kịp làm, bạn nào chưa chưa làm xong. Yes, thầy cô thấy tiện đúng không ạ? Cho thầy hỏi ba thầy cô đã biết cách thống kê, thì cô comment là em đã biết cách xem báo cáo. Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ? Thầy cô đã rõ chưa ạ? Rồi. Cho thầy Thành hỏi là ba thầy cô hôm nay đã thấy là nó rất cặn kẽ từng bước chi tiết tất tần tuật. Thầy cô bật màn hình lên ạ. Xin mời thầy cô bật màn hình lên ạ. Chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Thầy cô mở màn hình nhé. Rồi. Thầy cô có thấy là hôm nay thầy Thành đã hướng dẫn cho thầy cô rất là chi tiết không? Tất cả những cái gì là ở trong cái nội dung này làm hết. Còn nếu mà thầy cô đọc ở trên mạng, người ta thực ra ấy, trên mạng người ta chỉ viết cái chung chung thôi. Họ không thể hướng dẫn được cụ thể từng bước một như này, và người ta không biết được là chơi như nào, thao tác như nào. Có đúng nào? Thầy cô đã hiểu về mặt tư duy, thầy cô đã rõ chưa ạ? Thầy cô đã thấy rõ ràng chưa ạ? Nếu mà làm như này thì thầy cô có thiết kế được không ạ? Thầy cô có tổ chức được cho trò chơi của mình cho học sinh chơi không ạ? Đúng rồi. Có đúng là thầy Thành đã hướng dẫn các thầy cô tận tình, tỉ mỉ từng bước một để tất cả các thầy cô trong này đều có thể làm được. Cho thầy Thành hỏi ở đây, còn thầy cô nào băn khoăn ở vướng mắc gì thì cô có cái câu hỏi trao đổi, thầy Thành sẽ hỗ trợ thầy cô. Đúng rồi, thầy hướng dẫn rất dễ hiểu. Thầy cô đã thấy rõ chưa ạ? Và lúc này thầy cô đã thấy làm chủ chưa ạ? Làm chủ công cụ này chưa ạ? Ba thầy cô đã thấy làm chủ được công cụ thì cô comment là em đã làm chủ công cụ này cho thầy. Đó. Tổng hợp kết quả được rồi, không sao. Những ai đã làm chủ được công cụ này thì cô comment là em đã làm chủ công cụ. Nhanh. Sau đó thì thầy cô có câu hỏi, thầy cô sẽ có câu hỏi, thầy Thành sẽ giải đáp cho cô. Đó. Thế làm chủ này thì mình tổ chức nó dễ không ạ? Có mình cô Lan là được là hiểu hết đấy ạ. Còn thầy cô khác sao? À, đúng rồi nhá. Rõ rồi đúng không? Rồi, ok. Đây. Sâu lại thì cô. Báo cáo nằm đây này thầy cô này. Thầy cô vào My Library nhé. Thực ra thầy Thành hướng dẫn đây chứ mà nó nằm ở ngay dưới là My Library này. Nó là report. Thầy cô kích vào report. Đây, thầy cô bấm vào assist. Assist là khi đã làm bài tập thì lăn xuống dưới nó nằm đây. Càng nhiều thì nó càng ở dưới này. Được chưa? Hoặc là nếu mà thống kê ở team, tức là chơi trực tiếp, thì xem chỗ này nó có cái gì.
À đây, lúc ấy chơi tiếp thì chúng ta chưa chơi. Nếu mà thầy cô chơi thì nó sẽ có cái phần kết quả đây. Vì hôm nay ta mới bấm mà ta chưa chơi, thầy Thành chưa demo là nó chưa chơi. Yes, thầy cô đã rõ phần báo cáo rồi chưa ạ? Thầy cô rõ, thầy cô comment số 6 đi ạ. Được rồi. Một phần cuối cùng thì cô viết vào đi. Ở trong cái nội dung số 8 này. Đó là một số lưu ý. Chúng ta phải có lưu ý, nếu không là ta sẽ fail đấy ạ. Phải có lưu ý này. Nha. Thì một là ta phải thiết kế câu hỏi nó dễ thôi. Nó ở mức là nó phản ứng nhanh. Phản ứng nhanh cho học sinh. Số lượng câu hỏi ít, khoảng 10 câu thôi. Nó đừng có nhiều, có thầy cô thầy thấy viết là 20 câu, không quá nhiều, không quá ít, nhất là 10 câu thôi. Và thêm gì, nếu có điều kiện thầy cô có thể copy thêm hình ảnh, copy thêm hình ảnh ở mỗi câu hỏi. Tất nhiên là nếu có nhé, nếu được. Nếu được, còn không thôi. Được chưa? Thầy cô rõ phần này chưa ạ?